Hello anh em, đây là MGN Esports. Trong thời gian khoảng hơn một tuần vừa qua, Liên minh Huyền thoại Việt Nam ngoài sự quan tâm cho vòng playoff VCS vẫn còn một vấn đề khác rất nóng, khiến cả cộng đồng trong nước lẫn quốc tế phải bật ngửa. Đó không gì khác ngoài vụ việc Ma Vương Zeros bị bế đi lên phường và án phạt ra đảo trọn đời. Nhân kỷ niệm buồn VCS không còn Zeros nữa, anh em hãy cùng nhau nhìn lại những lần Ma Vương ngông cuồng của chúng ta bị dính vào những án phạt nhé. Thank you and goodbye Zeros vì tất cả những tiếng cười. Bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2018, Ma Vương Zeros ngay lập tức nhận được nhiều sự chú ý không chỉ vì trình độ rất cao của anh mà còn do phong thái tự tin đến mức ngông cuồng. Hoàng tử Sting, ông tổ combat lùi, lộc đờ đờ, chúa tể trash talk, hoàng đế phỏng vấn, cậu bé vàng trong làng ký biên bản, đó là tất cả những mỹ từ mà người ta dành cho Ma Vương sau nhiều năm chinh chiến. Trong đó đoạn Zeros thường xuyên án phạt và biên bản có lẽ là khiến truyền thông tốn nhiều giấy mực nhất, cũng như làm những fan hâm mộ, những người anh người thầy như Baga, Tí Nị, Ngài Ren phải truyền khí thở thường xuyên. Sau hơn một năm khá êm đềm, đa phần chỉ toàn tryhard hát luyện tập và thi đấu rất chuyên nghiệp, Zeros lần đầu làm chuyện ấy vào mùa xuân năm 2019. Đây cũng có thể là một trong những án phạt nổi tiếng nhất của Ma Vương. Câu chuyện bắt đầu khi Zeros chơi game bằng tài khoản của anh cha ruột là Minas trên sóng stream trực tiếp với mục đích chính là tạo content gia đình. Nhưng sự việc đã lọt vào mắt của Optimus, một cá nhân tôn thờ và mưu cầu sự chuyên nghiệp tuyệt đối trong môi trường esports. Và giáo sư Cường lập tức dành tặng cho Ma Vương một phiếu report vì tội danh cày thuê chơi game hộ. Tuy vậy, sau khi xem xét kỹ lưỡng tình hình, bộ phận ban tổ chức VCS mà cụ thể là ngài chúa tể pháp sư Pelu nhận thấy hành vi của Zeros có mục đích và hậu quả không quá nghiêm trọng do Minas và Zeros là những người chơi cùng trình độ. Do đó, chỉ xử phạt đội tuyển phong vũ Buffalo của Zeros mất một lượt cấm trong tất cả các trận đấu thuộc vòng 5. Đây là một hình phạt rất nhẹ nhàng cho Zeros, dù vậy khi đó gần như cả cộng đồng đứng về phía Ma Vương vì họ chỉ trích hành động tố cáo em trai bạn thân của Optimus và biến giáo sư 10 tỷ thành kẻ xấu trong vụ việc này. Đó cũng là khởi đầu cho sự nghiệp dính án phạt đều huy hoàng từ vị trí Ma Vương bất tử. Một thời gian sau đó, khi vừa kết thúc mùa giải cuối cùng, vừa thành công vừa chứa quá nhiều tiếc nuối, thần xui lại một lần nữa đứng bên cửa sổ chờ Zeros ngủ dậy. Bắt nguồn từ thương vụ chuyển nhượng có phần mờ ám, đưa Ma Vương từ Gam sang phong vũ Buffalo đúng một năm trước đó. Ban quản lý đội tuyển Gam đã thu thập nhiều bằng chứng cho thấy Zeros đã đi đêm với Buffalo, dù vẫn còn hợp đồng với Gam và cũng không được đội chủ quản tạo điều kiện. Sau đó Gam tố cáo Zeros lên hội đồng VCS khiến chàng tuyển thủ trẻ nhận một hình phạt tương đối nặng, đó là bị vô hiệu hóa hợp đồng hiện tại với phong vũ Buffalo, đồng thời bị cấm thi đấu 6 trận ở giải VCS tiếp theo, tương đương với cả giai đoạn lượt đi. Bên cạnh án phạt khá chua, vụ việc này còn gây ra một làn sóng tranh cãi rất lớn trong cộng đồng. Vì Gam Esports, đội tuyển trực tiếp tố cáo Zeros lại đang chính là tổ chức hành động quyết liệt nhất để tái chiêu mộ Ma Vương về lập Dream Team phục hưng đế chế. Khi án phạt hủy bỏ hợp đồng hiện tại của Zeros được thi hành, cũng là lúc Gam có thể dễ dàng mang Ma Vương về đội và sự thật đã xảy ra đúng như vậy, ít nhất là trên mặt lý thuyết. Sau đó Gam và Zeros có với nhau một cái kết khá có hậu khi cùng mang về chức vô địch VCS vô cùng thành công. Cũng ngay trong mùa giải đó, Zeros sau khi hết án phạt lớn cũng tiếp tục nhận thêm hai án phạt nhỏ đầy vô duyên nữa, góp phần nâng cao bề dày thành tích dính chàm của Ma Vương ngông cuồng. Đầu tiên là chuyến Zeros được ban tổ chức giải cho nghỉ ngơi một trận ở vòng 9 vì hành vi toxic khi đánh xếp hạng đơn ở máy chủ Hàn Quốc. Sau đó thêm một thời gian ngắn nữa Zeros lại bị dính án phạt, lần này thì hình phạt khá nhẹ nhàng và Ma Vương không bị cấm thi đấu vì lý do ăn biên bản là do đi vệ sinh sai chỗ quy định. Thay vào đó, đội tuyển Gam của Zeros chỉ bị phạt mất một lượt cấm trong tất cả ván đấu thuộc trận cầu gặp đội tuyển Cerberus. Trong suốt sự nghiệp dài trải qua nhiều lần lãnh án phạt, đây chắc chắn là trường hợp hy hữu và hề hước nhất. Ông bà ta có câu không gì thoải mái bằng ỉa đãi kịp thời, quả không sai. Nhưng ở thời kỳ đỉnh cao của phong độ, Zeros có bị dính 3 án phạt chỉ trong một mùa thì Ma Vương cũng dư sức hủy diệt tất cả tuyển thủ đường trên khác thuộc VCS và chạm tay vào cúp vô địch. Kết thúc mùa giải hè 2019 cực kỳ đáng nhớ với những bản án phạt đi vào lòng người. Zeros có một năm nghỉ ngơi nhẹ nhàng trước khi trở lại đường đua vào cuối mùa giải năm 2020. Cụ thể Ma Vương sau khi rời Gam đã liên tục bóng gió về việc bị đội tuyển cũ nợ lương. Đợi khi giải VCS chính thức khép lại, Zeros chính thức tố cáo Gam để gay gắt thông qua những status đậm màu nước mắt và nỗi buồn trên Facebook. Tuy công kích với tần suất khá thường xuyên, nhưng xui xẻo cho Zeros đó là anh không có đủ bằng chứng để kiện đội tuyển cũ một cách chính thức. Cuối cùng Zeros có vẻ như là người bị hại, nhưng Ma Vương lại bị ban tổ chức VCS phạt vì phát ngôn quá nhiều trên mạng xã hội, dù đã được hội đồng nhắc nhở im lặng cho họ tập trung điều tra. Án phạt này trực tiếp khiến Zeros bị cấm thi đấu một trận và đội tuyển chủ quản SBTC của Ma Vương khi đó sẽ bị trừ 10% tiền thưởng khi giải kết thúc. Vừa được người thầy ruột Baga chiêu mộ về đội hình triệu đô mà Ma Vương đã lĩnh một bản án khá hề hước đã khiến cho cả đội được một fan thở mạnh oxy và gánh sức tam kê có thêm tư liệu để làm content. Sự kiện này báo hiệu cho một mùa giải vô cùng rông bão cho SBTC và đặc biệt là cá nhân con ngựa trứng Zeros.
Và điều tồi tệ nhất mà cộng đồng fan hâm mộ Liên minh huyền thoại Việt có thể tưởng tượng đã xảy ra khi chặng đường của SBTC tại mùa xuân năm nay kết thúc. Đội tuyển của Zeros mặc dù toàn những siêu sao hàng đầu của giải đấu, nhưng họ cuối cùng còn không thể chen chân vào vòng playoff. Rất đau lòng cho thầy Ba và thầy Quyền khi mà tiềm năng từ đội tuyển SBTC là rất lớn. Nhưng theo tin đồn từ người trong cuộc, đội hình toàn sao này đã có những bất đồng quan điểm. Tệ hơn là vài tuyển thủ, trong đó có tên Zeros, đã thiếu đi sự chuyên nghiệp trong sinh hoạt và tập luyện, dẫn đến kết quả thi đấu của SBTC tụt dốc. Khi mùa giải đã khép lại với SBTC và cộng đồng fan hâm mộ còn đang có chút hy vọng về những mùa giải sau sáng sủa hơn, thì thông tin Zeros bị cấm thi đấu vĩnh viễn vì vạ miệng quá nhạy cảm trên stream như một cú đấm vào thẳng răng cửa của tất cả. Có lẽ MGN không cần phải nhắc về chi tiết án phạt này thêm nữa, vì trong thời gian một tuần qua nó đã xuất hiện quá nhiều và đầy đủ trên truyền thông rồi. Cái mà chúng mình muốn được chia sẻ là sự tiếc nuối dành cho Zeros, một siêu sao lắm tài nhưng cũng nhiều tật. Có lẽ chúng ta nên có một lời cảm ơn chân thành gửi đến Ma Vương vì những đóng góp của anh cho nền Liên minh huyền thoại Việt Nam suốt thời gian qua. Tuy chỉ là một chàng trai trẻ có phần nông nổi, ngông cuồng vì tính cách đôi khi thiếu suy nghĩ, nhưng không thể phủ nhận sự tự tin trong những lời tuyên bố của Zeros nhiều lần đã giúp giải đấu VCS trở nên hấp dẫn và cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Về yếu tố chuyên môn, trình độ thời đỉnh cao của Ma Vương cũng từng làm cho ba con tim yêu mến Liên minh huyền thoại Việt Nam phải mê mẩn. Có lẽ Zeros đã truyền cảm hứng cho nhiều lớp người chơi trẻ tuổi hơn sau này như cách những huyền thoại ngày trước vẫn thường làm. Nhưng sau cùng, đó chỉ là quá khứ ngọt ngào và hào hùng mà thôi. Còn thực tế ở hiện tại, VCS sắp tới sẽ không còn hình bóng của Ma Vương Zeros ngông cuồng nữa. Đó có thể là một trong những mất mát lớn nhất của Liên minh huyền thoại sau này. Mong rằng sẽ có một tiểu Ma Vương nào đó xuất hiện ở tương lai, mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn và lợi hại hơn. Cảm ơn Ma Vương Zeros vì tất cả. Với những thông tin khá chắc kèo về bản án phạt cấm toàn diện bởi Riot, MGN xin chúc Zeros thành công ở bộ môn Liên Quân Mobile. Đó cũng là kết thúc của video lần này rồi. Nếu anh em thấy video hay và bổ ích thì nhớ ủng hộ tụi mình một like và một subscribe nhé. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.